Hello, kính chào quý vị. Thì video này hai lúa góp ý chút xíu về cái đồ đánh suốt nè, cái đồ đánh suốt của cái máy may công nghiệp mà gọi là máy cơ đó, còn xài cái dây curo này nè. Thì mình dùng cái đồ đánh suốt này thì nhiều người á, thứ nhất á, là xài không có đúng cách á, là để cho chỉ đồ nó quấn vô trong này nè, xong rồi lâu quá mình không có nhỏ dầu vô, người ta làm cho mình một cái lỗ ở đây nè, đó, làm cho mình cái lỗ ở đây để mà mình thỉnh thoảng mình châm cái dầu vô để cho cái cốt này nó hoạt động nhẹ nhàng trơn tru đó. Có nhiều người á là xài á là chỉ nó quấn hai bên như thế này nè, cứng ngắc luôn, rồi nói là sao là nó bị hư, nhưng thực chất nó không có hư. Mình chỉ cần gỡ chỉ ra rồi á, là định kỳ mình nhỏ dầu vô trong cái lỗ này nè, thì là cái này nó trơn tru, nó hoạt động tốt ha. Rồi thêm cái nữa đó là khi mà quá trình mình xài á, thì có thể là nó sẽ chệch chọt tới lui, rồi mọi người không có biết chỉnh như thế nào là đúng á. Thì ví dụ như mình ép, mình đẩy tới nè, cái bánh lăn này nè, đó, nó tì vô cái dây curo mà chặt quá đó thì máy chạy không nổi, hoặc là nó nhanh phá hỏng cái dây curo của mình ha. Còn nếu mà để hở quá thì á là nó không có tiếp xúc liên tục á, một chút xíu nó quay, còn chút xíu nó ngừng, nó không quay, hoặc là nó không quay luôn, thì cái đó là do cách mình lắp thôi. Thì lúa có ý chút xíu về cách lắp đúng theo kiểu hai lúa nha, còn theo kỹ thuật thì lúa không biết. Thì khi mà mình lắp cái này vô nè, mình lắp cái này vô trong cái mặt vàng này nè, thì mình phải đẩy tới đó, mình đẩy cái này tới giống như là ở cái trạng thái là đang đánh suốt, phải không? Đó, rồi chú ý cái này nè. Thì khi mà mình mua cái mới đồ về đó thì có thể là cái này nó sẽ không chuẩn, cái lưỡi gà này nè, cái này là nó nằm ở giữa cái con suốt đó, thì khi mà mình ấn con suốt vô, mình đẩy lên, cái này nó nằm ở giữa khe con suốt để nó giữ cho con suốt không có chạy, với lại cái này là cái lưỡi gà để cho khi mà chỉ nó đầy suốt á, là cái này nè, nó đẩy cái suốt bung trở lại ha, nó đẩy cái bộ phận đánh suốt này ra đó, nó không cho đánh suốt nữa. Thì cái nhiệm vụ của lưỡi gà này là chủ yếu là đẩy cái suốt ra, khi đẩy cái bộ phận này ra chứ là khi mà suốt nó đầy chỉ ha. Còn như ở trên này nè, thì nó có một cái gờ để nó giữ cái con suốt chặt rồi ha. Rồi có cái thì có cái gờ, nếu mà cái thanh này nó đặt, còn cái thanh này mà nó chẻ làm đôi như thế này nè, thì mình xài nhiều ngày á, thì cái này nó sẽ xếp lại, thì con suốt nó sẽ bị lỏng, thì mình chỉ nạy nhẹ cái này ra thôi. Một là nạy nhẹ, nạy cho khéo nha, nếu không là nó gãy một bên là hư luôn. Còn biện pháp an toàn nhất á, là chịu khó mình cắt miếng vải, mình độn vô, rồi mình đẩy con suốt vô là nó cứng. Rồi khi mà mình lắp cái này á, là chú ý nè, là mình phải canh cái bánh lăn này nè, nó phải thẳng hàng với cái dây curo đó, nó phải thẳng hàng với cái dây curo. Và cái này cũng vậy, cái đế này cũng vậy nè, nó không có xuyên qua xéo lại như thế này, mà nó cũng phải thẳng hàng đó. Đại khái là cái cạnh của cái đế này nó phải song song với cái lỗ của cái mặt bàn máy này, còn cái bánh lăn này luôn luôn là nó tiếp xúc toàn bộ với cái dây curo này đó. Và cái quan trọng nhớ là đẩy cái này tới, cái này là đang trạng thái không đánh suốt nè, mình đẩy tới ở trạng thái nó đánh suốt nè đó, thì lúc này mình mới canh nè đó, mình canh xong xuôi rồi hết thì ở đây nó có hai cái khe để mình vặn ốc vô. Thì thứ nhất á, là mình chọn cái con ốc mà nó có cái đít to, mình chọn cái con ốc mà nó có cái đít to để nó không có bị lọt xuống cái khe này ha.
thì cái đít này tương đối to, nhưng mà con ốc này mình không có dùng, bởi vì con ốc này là con ốc bắn sắt ha. Đại khái là Lúa muốn cho mọi người xem là cái đít con ốc nó to để nó phủ trùm cái khe này thì nó giữ mới chặt nha. Rồi thứ hai, nếu mà không có nữa đó thì mình vẫn dùng cái con ốc bình thường, nhưng mà cái đít ốc này nó nhỏ đó, có thể là lâu ngày nó sẽ lọt xuống cái khe này, nó giữ không có chặt, thì mình sẽ gắn thêm cái lông đờn. Đó, thì mình sẽ gắn thêm cái lông đờn nè. Đó, rồi mình dặn xuống ha. Thì mình dặn xuống nó sẽ kẹp chặt cái khe này, cái đế này xuống dưới mặt bàn. Nhưng mà khi lắp ốc á, khi mà mình dặn ốc đó, mình đừng có dặn sát đầu này hoặc sát đầu này, cả hai luôn, cả hai nơi luôn, mà mình dặn ở giữa nè. Đó, mình canh ở cái đoạn giữa nha, canh ở cái đoạn giữa của cái khe này mình dặn ốc xuống, để sau này á, cái dây cua ro nó giãn hay là nó cái tiếp xúc của cái bánh lăn này vô cái dây cua ro nó không tốt thì mình có thể mình nhóm ốc ra, mình nhóm ốc ra để mình điều chỉnh nè, điều chỉnh tới lui nè. Đó, ví dụ như Lúa dặn vô nha, đó ví dụ như Lúa dặn vô ở giữa nè. Đó, thì sau thời gian mình sử dụng đó thì cái tiếp xúc này nó không có tiếp xúc tốt với cái dây cua ro này nữa, thì là mình có thể dặn ốc ra rồi mình di chuyển nè ha. Rồi nhớ Lúa lặp lại á, là cái này rất quan trọng nè, là cái bánh lăn này nè, thứ nhất á, là mình đẩy tới ở cái trạng thái đang đánh suốt ha, rồi mình tì vô cái dây cua ro nè. Mọi người thấy cái dây cua ro nó nhúc nhích không? Đó, thấy nó nhúc nhích không? Đó, thì cho nó hơi tì vô đây một chút xíu, cái dây cua ro nó hơi nhúc nhích một chút là mình siết ốc ha. Đừng có đẩy vô hết cỡ như thế này thì nó phá dây cua ro nhanh hư, và thứ hai nữa là cái máy chạy không có nổi ha. Đó, nó còn nếu nó chạy nổi là cái này nó phá banh luôn ha, thời gian nó phá bung chành hết đó. Thì chỉ có vậy thôi. Có nhiều người không biết dùng. Rồi cái này nữa nè, cái đồng tiền này nữa nè, nếu mà mình siết, mình ham mình siết cái này vô á, mình không có để ý á, là nó làm cho cái con suốt của mình đó ở đầu này nè, do nó siết chỉ chặt quá thì khi nó đánh suốt vô đó nó sẽ làm bung, nó làm bung hai cái mép con suốt ra, gọi là nở suốt á, là lúc đó đó là cái kim nó đâm xuống nó đụng cái suốt, là một là sực mũi kim hoài, hai là gãy kim, ba là phá ổ thuyền ha. À, cho nên nó cái này cũng rất quan trọng nè. Đó, nhiều người không có chú ý đó, cứ là siết cái này tùy ý, lỏng quá thì nó quấn suốt không chặt, mà siết cái này vô nó ép, nó giữ cái sợi chỉ chặt quá thì nó sẽ làm hư suốt ha, nó làm cho nở cái con suốt ra đó. Thì có những cái nó rất đơn giản như vậy, nhưng mà do mình lơ là, mình không có chịu học hỏi, chỉ là một cái con suốt bị nở thôi, nhưng mà nó làm cho cái máy tùm lum hết, bị sực mũi hoặc bị gãy kim, bị phá ổ ha, rồi con suốt nó bung ra, rồi cái đó mình chỉnh lại, mình xài tiếp tục được chứ không phải là không được. Nhưng mà như vậy á, đó đâu có cần thiết, nó làm cho mình mất thời gian nhiều như vậy, thì chi bằng là mình làm đúng ngay từ đầu đi ha. Rồi hai Lúa chỉ có từng đó ý thôi. Hẹn gặp mọi người ở video sau.